Trong số các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương, cây cà rốt là đối tượng cây trồng vụ đông được tỉnh Hải Dương quy hoạch thành đối tượng sản xuất tập trung hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất an toàn, phục vụ xuất khẩu. Là địa phương có truyền thống nông nghiệp lâu đời của tỉnh Hải Dương, trước đây, bà con nông dân tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng thường xuyên lựa chọn cây lạc, ngô làm cây trồng chính trong vụ đông. Nhưng do năng suất thấp, hiệu quả kinh tế kém nên bà con đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cà rốt. Đến nay, địa phương này đã trở thành một trong những đơn vị trồng cà rốt sạch lớn nhất miền Bắc với diện tích canh tác lên trên 360 hectare. Chúng tôi đã có những nghị quyết của Đảng ủy toàn khóa về chương trình phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cái diện tích cây cà rốt. Và năm 2018 là chúng tôi có cái nghị quyết về đột phá về phát triển kinh tế. Thì tôi đã đầu tư về cái hệ thống đường giao thông nội đồng là được 21 km và 7 km là kênh tưới được kiên cố hóa. Và để phục vụ cho vấn đề áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như máy móc và đồng ruộng để thuận lợi cho vấn đề tổ chức sản xuất nhân dân. Song song với việc tổ chức sản xuất như vậy thì chúng tôi khuyến khích bà con nhân dân là chăm bón và áp dụng cái khoa học kỹ thuật để đưa cái chất lượng của cái sản phẩm, năng suất chất lượng sản phẩm và cái áp dụng cái chương trình của dự án JICA về triển khai áp dụng từ khâu sản xuất đến khâu chăm bón đến khâu tiêu thụ, cũng như là thực hiện cái chương trình Việt Gáp đưa cái nông sản của chúng tôi thành cái nông sản sạch. Vâng, có thể thấy là cái việc lựa chọn luân canh cây trồng là một lựa chọn rất thông minh của bà con nông dân ở xã Đức Chính chúng ta. Vậy thì khi mà đã luân canh rồi thì ở đây bà con đã ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật gì để mà cái việc luân canh đó nó có hiệu quả nhất ạ? Nhân dân chúng tôi với có bề dày kinh nghiệm trên 30 năm trồng cây cà rốt, trình độ áp dụng cái khoa học kỹ thuật cũng như trồng cây trồng các loại cây trồng rất chỉ là cao. Do vậy tiếp thu rất nhanh các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như cái giống cây trồng để triển khai trên đồng ruộng. Để mà nhân dân chuyển biến trong lĩnh vực này thì chúng tôi tích cực tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân dân nắm bắt được các loại cây trồng mới. Cái việc áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và cái vệ sinh an toàn thực phẩm là có lợi cho người dân. Do vậy người ta tích cực tham gia. Bởi vì mình áp dụng khoa học kỹ thuật tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn phẩm cũng như vệ sinh ruộng thì cái sản phẩm chúng ta đứng vững trên thị trường. Thì đứng vững trên thị trường thì khẳng định được cái giá trị và cái sức lao động đưa ra nó không bị lãng phí. Với mục tiêu sản xuất cà rốt phục vụ xuất khẩu, thay vì trồng tự phát, thông qua Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Chính, người nông dân tại xã Đức Chính đã tham gia vào các mô hình liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu để sản xuất, canh tác và bao tiêu đầu ra một cách hiệu quả. Với quy trình sản xuất, bà con nông dân phải tuyệt đối tuân thủ kỹ thuật đã được cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã chuyển giao, trong đó tập trung quản lý tốt từ khâu chất đất, cây giống, phân bón và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì với cây cà rốt thì chúng tôi đều phải đảm bảo theo nguyên tắc là thứ nhất phải trồng theo tiêu chuẩn an toàn, nghĩa là từ khâu chăm bón cũng như chăm sóc cũng như thuốc bảo vệ thực vật, hay là quá trình chăm sóc là cái thời điểm là phải ghi nhật ký đồng ruộng, và sau khi là bón thuốc bảo vệ thực vật, nhân dân phải có trách nhiệm, các hộ phải có trách nhiệm là ghi vào nhật ký đồng ruộng, sau đó để cái thời gian cách ly đảm bảo từ 1 tháng đến 15 đến 1 tháng thì mới được nhổ cây cà rốt đó để mà mang đi bán, thì mới đảm bảo được yêu cầu cho việc là xuất khẩu cái cây cà rốt đó. Ngoài thay đổi trong quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng cũng được hợp tác xã thay đổi nhằm mục đích quản lý tốt hơn chất lượng của sản phẩm. Xã viên trong hợp tác xã thường xuyên tự kiểm tra chéo với nhau. Sản phẩm cũng thường xuyên được hợp tác xã và các đơn vị độc lập lấy mẫu để kiểm tra chất lượng. Ngoài ra, để đảm bảo tồn dư các chất có trong sản phẩm đáp ứng quy định của thị trường nhập khẩu, hợp tác xã cũng đã kết hợp với các đơn vị xuất khẩu để quản lý, kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất và dư lượng các hoạt chất trong sản phẩm. Khi cà rốt được 3 tháng trở lên thì chúng tôi là tiến hành kiểm tra cũng như là quá trình là đánh giá cùng các hộ cũng như là các đội trưởng đội sản xuất đi kiểm tra đánh giá cũng như là kiểm tra sổ nhật ký ghi chép của các hộ.
Trên cơ sở đó chúng tôi lấy mẫu và chúng tôi test ở cái chất, cũng như là test cái chất đất đó cùng với các sở nông nghiệp cũng như các tổ chức phi chính phủ như JICA hay là KNC. Khi đảm bảo đầy đủ các yếu tố đó thì chúng tôi mới cho việc nhỏ và đến các điểm sơ chế để xuất bán. Chuyển đổi đối tượng sản xuất để hướng tới các thị trường mới, thay đổi quy trình canh tác để nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ dư lượng các chất để đáp ứng quy định của thị trường nhập khẩu. Có thể thấy, mạnh dạn thay đổi cách làm, thay đổi tư duy, nâng cao chất lượng và minh bạch thông tin sản phẩm đang là hướng đi cho người nông dân trong một nền nông nghiệp mới, nền kinh tế nông nghiệp. Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 mà được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt ấy, thì trong đó cũng đã xác định một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là chúng ta phải chuyển đổi tư duy từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và chúng ta chuyển đổi cái tư duy làm sao xây dựng được cái chuỗi liên kết. Vì cái vấn đề quản lý an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng hàng nông sản nó không riêng chỉ ngành nông nghiệp và nó không chỉ riêng ở một khâu nào cả, mà nó ở cả một cái chuỗi từ con giống đầu vào đến quá trình canh tác sản xuất, đến quá trình sơ chế chế biến, đến quá trình bao gói, đến quá trình logistics, rồi đến kể cả đến lên kệ hàng, thì nó liên quan đến rất nhiều cái khâu như vậy và cũng do rất nhiều cơ quan quản lý chứ không phải riêng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Cho nên vì vậy là chúng ta phải có một cái chuyển đổi tư duy. Người nông dân, hộ nông dân, rồi hợp tác xã và đến doanh nghiệp, hơn nữa là đến, tức là một cách tiếp cận từ dưới lên ấy, rồi đến cơ quan quản lý ở địa phương, ở trung ương, chúng ta đều phải hoàn toàn chủ động. Chúng ta chủ động nâng cao nhận thức về quản lý an toàn thực phẩm, chúng ta phải chủ động về các vấn đề liên quan đến nguồn gốc của sản phẩm, và chúng ta cũng chủ động và tự thấy trách nhiệm của mình khi mà tạo ra một cái sản phẩm nông sản đó. Không chỉ có người nông dân thay đổi trong tư duy canh tác, mà ngay đến những doanh nghiệp xuất khẩu cũng phải thay đổi trong tư duy vận hành của mình. Và tư duy đó thì phải thay đổi như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đây là một nhà máy sơ chế, đóng gói và bảo quản cà rốt tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đơn vị chủ quản của nhà máy này đã quy hoạch, xây dựng và lắp đặt các thiết bị hiện đại với quy trình sản xuất đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của nhiều thị trường nhập khẩu. Sau khi thu hoạch, cà rốt sẽ được vận chuyển vào các khu sơ chế, chế biến của nhà máy để phân loại, làm sạch và đóng gói. Khu vực sơ chế phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và có hệ thống kho lạnh bảo quản. Cà rốt sau khi về sẽ trải qua công đoạn làm sạch, sau đó sẽ được phân loại theo kích cỡ và chất lượng củ. Sau khi phân loại, những củ cà rốt đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng thùng và phục vụ xuất khẩu. Ngược lại, những củ chưa đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng vào các túi để bảo quản cho các mục đích sử dụng khác. Nhiều người sẽ nghĩ việc sơ chế đóng gói như vậy sẽ là khâu đơn giản nhất trong cả chuỗi sản xuất. Tuy nhiên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Đây là khâu đòi hỏi sự tỉ mỉ và kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và con người. Đối với mỗi thị trường xuất khẩu, quy trình sơ chế đóng gói sẽ được thay đổi để phù hợp với nhu cầu của từng thị trường. Cà rốt của hợp tác xã mình thì được xuất khẩu đi khá là nhiều nước khác nhau. Vậy thì đối với những thị trường khác nhau như vậy, họ sẽ đặt ra những tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau như thế nào đối với những sản phẩm này ạ? Tùy thuộc vào các thị trường mình đi, thì mình có sẽ phân loại ra theo các size trái của các củ, nó sẽ tùy thuộc vào thị trường. Thứ nhất là thị trường như thị trường Malaysia thì củ size trái đó từ 150g trở lên đến 250g là size nhỏ, gần như là nhỏ nhất. Như thị trường Hàn Quốc thì là size của nó sẽ là 250g đến 400g và cái độ nó yêu cầu độ dài của nó là trên 20cm một củ. Hiện tại bây giờ tại xưởng thì đang sản xuất cho hai thị trường là thị trường Hàn Quốc và thị trường Malaysia. Cái tỷ lệ size trái của hai thị trường này nó chênh lệch lớn, thì khi thủ công họ sẽ nhìn nhận được cái size trái rất là dễ. Nhưng trong thời điểm cao điểm và nhiều mặt, nhiều hàng và nhiều thị trường khác nhau, yêu cầu các size trái khác nhau, chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất để giảm tải. Thứ nhất là giảm tải sức lao động, thứ hai là để tăng được cái khả năng chọn lọc của nhiều sản phẩm, nhiều size trái khác nhau đến các thị trường cùng một lúc.
Để đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu còn phải chuẩn hóa trong tất cả các khâu, từ nhân sự, quản lý, hồ sơ giấy tờ truy xuất và chứng minh nguồn gốc sản phẩm, và đặc biệt là bao bì, mẫu mã sản phẩm. Từng thùng sản phẩm cũng cần phải dán tem, mã sản phẩm hoặc các tem truy xuất nguồn gốc và phải được kiểm tra kỹ chất lượng trước khi xuất đến các thị trường. Thưa quý vị, đây là những thùng cà rốt đã đáp ứng đầy đủ về tiêu chuẩn, chất lượng cũng như là mẫu mã để xuất khẩu. Với mỗi thùng như vậy, bên cạnh nhãn mác sẽ được đính kèm cả những dòng mã QR để có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Và không biết là anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái vai trò của những dòng mã QR này được không ạ? Với những mã QR này, chúng tôi cung cấp nhằm mục đích để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong này có bao gồm thông tin, thứ nhất là thông tin về mã vùng trồng, là các vùng nguyên liệu của chúng tôi đang có. Thứ hai là thông tin về xưởng chế biến và đóng gói, là xưởng chúng tôi đang sản xuất để ra sản phẩm như vậy. Thứ ba là các quy trình và quy chuẩn sản xuất của chúng tôi, các thông tin từ lúc bắt đầu hàng thu về đến sản xuất và đóng gói để thay ra thành phẩm như vậy. Cái quy chuẩn này của chúng tôi là gồm quy chuẩn về mẫu đất, mẫu nước và quy chuẩn về bảo vệ thuốc bảo vệ thực vật. Những cái quy chuẩn này đã được chúng tôi phân tích và đạt cái tiêu chuẩn của nước nhập khẩu. Qua quy trình trên có thể thấy, để xuất khẩu được một sản phẩm nông sản chính ngạch ra thị trường nước ngoài, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải thay đổi rất nhiều từ khâu sản xuất, chế biến và mẫu mã bao bì. Đó là chưa kể đến các thủ tục, giấy tờ pháp lý khác đi kèm. Chính vì vậy, rất dễ hiểu lý do vì sao xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính trước giờ luôn là lựa chọn mà rất ít doanh nghiệp dám đặt niềm tin. Chúng tôi chọn cái phương án là vào thị trường cao cấp ngay, chứ không phải những thị trường mà truyền thống chỉ từng quen nữa. Bởi vì đấy là cái mà để mình vừa là hoàn thiện, vừa là nâng cao. Nâng cao và cái sự đồng hành với bà con nông dân ấy, thì qua cái việc mà lựa chọn đó, thì chúng tôi cũng có những sản phẩm, có thể nói là sản phẩm mà nó mang cái tính chất khá là riêng biệt. Đấy, mà chính riêng biệt đấy thì mình mới có cái cơ hội để mình vào. Thì thông qua việc đó thì nó đã cùng với bà con nông dân và đã gọi là nâng cao được cái ý thức, cái cách thức, phương thức canh tác. Đấy, để kết hợp với công ty tạo ra cái nguồn nguyên liệu tốt. Nếu như không đáp ứng được các quy định của những thị trường khó tính, thì nông sản Việt sẽ xuất khẩu sang đâu? Câu trả lời sẽ là thị trường Trung Quốc, khi đây được xem là một thị trường lớn và tương đối dễ tính đối với các loại nông sản, thực phẩm của Việt Nam và các quốc gia khác. Tuy nhiên, sau khi Tổng cục Hải quan nước này ban hành lệnh 248, lệnh 249, thì giờ đây, thị trường Trung Quốc đã bắt đầu có những sự thay đổi đáng kể khi có sự yêu cầu khắt khe hơn về đăng ký doanh nghiệp, mẫu mã, sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài, gọi tắt là lệnh 248, và biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, gọi tắt là lệnh 249. Sau hơn 8 tháng ban hành và tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nộp hồ sơ đăng ký, đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, hai lệnh 248 và lệnh 249 chính thức có hiệu lực. Những doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam, muốn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bắt buộc phải tuân thủ những quy định mới này. Với hai lệnh 248 và lệnh 249, các cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ thiết lập chế độ kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý an toàn thực phẩm ở nước ngoài, bổ sung phương thức kiểm tra đánh giá, quản lý đăng ký doanh nghiệp nước ngoài, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và truy hồi sản phẩm theo yêu cầu giám sát, yêu cầu trách nhiệm, đôn đốc của các cơ quan có thẩm quyền, quản lý của quốc gia xuất khẩu. Hai lệnh 248, lệnh 249 cũng nhấn mạnh việc gia tăng các quy định kiểm soát, gồm nâng cao tỷ lệ lấy mẫu giám sát thực phẩm nhập khẩu tương ứng. Ngoài ra, doanh nghiệp phải đăng ký khi sản xuất và xuất khẩu 18 nhóm thực phẩm có mối nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm vào thị trường Trung Quốc. Với những quy định mới như vậy, kể từ khi được ban hành và chính thức có hiệu lực, lệnh 248 và lệnh 249 về quản lý giám sát an toàn thực phẩm của Trung Quốc đã ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thực phẩm của nước ta khi sang đến thị trường này.